Bây giờ thú thật với mọi người là trước khi qua chương trình ngày hôm nay thì anh Dustin đã uống thuốc giải dẹo. Welcome Thanh Huyền tới Tới nãy Thiên hạ trước hiên nhà. Thiên hạ trước hiên nhà. Có những cái từ không được nói. Nếu mà mình nói từ đó thì một lần đầu tiên là sẽ bị nước ra mặt, nhắc nhở. Lần thứ hai mà vẫn tiếp tục nói từ đó thì sẽ phải uống một ly nước thánh. Để em dọn con mắt âm dương. Tự chọn luôn. Xuất sắc. Âm dương nữ. Ok. Em lấy năm nào? Dustin phạt. Để tới những người vừa là beauty queen mà vừa là danh nhân. Chị Duyên, bán áo thun. Bán áo thun à? Đúng là chính xác là bán áo thun. Mà cái hiệu tên là thun luôn. Vậy đúng quá hả? Sao người ta không biết chất lượng mình làm là gì đặt tên là thun luôn. Thấy chưa? Em đặt rồi. Ok. Cái áo tên chữ thun luôn. Kể tên 3 năm nghệ sĩ Việt mà đến giờ lại không xác định được là bóng hay trai. Em có một cái tay cao. Gặp cây là nó nhắc dữ lắm luôn. Nghệ sĩ Việt Nam mà bạn nghĩ xứng đáng với các xe bạc tỷ. Tại sao gần đó chưa có chúng ta? Làm được tiền bạc tỷ là một chuyện, làm được những việc có ích cho xã hội nữa, truyền cảm hứng là một cái góc nhìn khác. Có thể mình làm được những việc đó mà mình không nhận được bạc tỷ thì sao? Em muốn coi ai? Chị Bích Phương. Bích Phương ơi! Chị Bích Phương với mỗi câu mẹ đúng phải chủ luôn. Nếu như mà mình thấy một chiếc bồn cầu mà được đóng nắp thì tức là nó phải được đóng nắp. Không phải mở cái nắp nó ra, tại vì nó phải có gì trong đó thì nó mới được đóng nắp. Vậy em thấy chị Bích Phương nói đúng. Mình rất muốn điều đó được xảy ra ở tới nãy ê. See you there. Tới nãy ê.